Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với thế giới của agency, thế giới của sự sáng tạo, của quảng cáo và truyền thông. Tôi là Ngô Minh Thuận, là sáng lập và giám đốc điều hành của DNA Digital sẽ cùng các bạn khám phá thế giới này. Đầu tiên, để hiểu rõ sự khác biệt giữa marketing ở clients và marketing agency, chúng ta cần tìm hiểu một số định nghĩa. Theo định nghĩa của Shorter Institute of Marketing, marketing là công việc quản trị, chịu trách nhiệm xác định, thúc đẩy và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng nhằm tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra, theo Wikipedia, marketing còn là việc truyền thông giá trị của sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng và mục tiêu bán hàng. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng là việc marketing của cả clients và của agency đều tạo ra giá trị lợi nhuận thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Và cách cuối cùng là chúng ta thấy là tăng doanh số. Tuy nhiên, với người làm quản trị marketing là phía clients thì họ sẽ chịu trách nhiệm xác định, thúc đẩy và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Còn marketing agency lại là việc truyền thông giá trị sản phẩm, dịch vụ và đến người tiêu dùng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Theo mô hình 4P, client thường có một sản phẩm tốt với giá thành hợp lý và có hệ thống phân phối mang sản phẩm đến với người tiêu dùng. Và họ cũng mong muốn có những chiến dịch truyền thông thực chất để có ngày càng có nhiều người biết đến, yêu thích và mua và sử dụng sản phẩm của họ. Điều mà agency có thể làm được cho clients đó là đưa ra những ý tưởng, những chương trình truyền thông sáng tạo để làm sao quảng bá được thương hiệu, lôi kéo người tiêu dùng đến điểm bán và cuối cùng là họ quyết định mua sản phẩm. Do vậy, khác với clients, công việc của agency thường là quảng cáo, sáng tạo, truyền thông thật sự hiệu quả. Vậy thì agency có những công ty như thế nào? Agency là công ty cung cấp các dịch vụ sáng tạo, quảng cáo, tiếp thị và truyền thông. Họ có năng lực chuyên môn riêng biệt tùy theo dịch vụ cung cấp hoặc tùy theo khả năng, ví dụ như là quảng cáo sáng tạo, ví dụ như digital, PR, kích hoạt, nghiên cứu thị trường. Và cuối cùng, agency là nơi cung cấp, tư vấn các giải pháp sáng tạo và khả năng thực thi ý tưởng. Ngoài ra, họ còn là những công ty đưa ra cách giải quyết vấn đề cho clients bằng những giải pháp truyền thông của nhãn hàng, của sản phẩm hay của dịch vụ. Và cuối cùng là tương tác với người tiêu dùng cho thật thú vị và hào hứng, giúp cho người tiêu dùng biết đến và yêu thích và tin tưởng với nhãn hàng. Đây là khái niệm đơn giản về agency. Vậy đâu là sự khác biệt giữa tính chất công việc của agency và clients? Để nói rõ hơn về mối quan hệ giữa clients và agency, đây là một mối quan hệ nhùng nhằng và phức tạp. Đầu tiên, agency là những người đưa ra giải pháp sáng tạo về truyền thông, còn quản trị thương hiệu, phát triển sản phẩm là nhiệm vụ của clients. Nếu chúng ta không hiểu rõ mối quan hệ giữa clients và agency, thì chúng ta đều bị dẫm chân công việc lẫn nhau. Ví dụ, hình ảnh bạn đang thấy trên màn hình, Make the logo bigger. Đây là mong muốn thường thấy của clients, yêu cầu agency làm cho logo thương hiệu họ to lên. Vấn đề là sự sáng tạo là cái mà client trả tiền cho agency, nhưng họ lại lấn sân với một yêu cầu xâm phạm đến thiết kế như vậy, thay vì chia sẻ rằng cái client thực sự lo lắng là thương hiệu của tôi chưa được nổi bật trên mẫu quảng cáo này. Nếu như phản hồi như vậy thì agency sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo làm cho logo thương hiệu nổi bật hơn mà không cần ảnh hưởng đến thiết kế hay không cần thiết phải làm logo nó to hơn. Bạn có thể thấy cả clients và agency thì tham gia quá trình lên kế hoạch và thực thi truyền thông. Vậy thì client làm gì và agency làm gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng client là người đưa ra yêu cầu, những khó khăn của họ cần được giải quyết trong truyền thông, và agency cuối cùng là người đưa ra giải pháp sáng tạo cho vấn đề đó. Thứ hai, khi agency đưa ra giải pháp thì client là người duyệt giải pháp và agency là người thực thi giải pháp đó. Cái kế tiếp, client còn là người quản trị thương hiệu và chịu trách nhiệm về chiến lược, định vị sản phẩm, doanh số và những thông tin khác. Trong khi đó, agency là người đảm bảo đưa ra giải pháp và thực thi kế hoạch truyền thông đúng và sáng tạo cho thương hiệu của họ. Thứ tư, client biết đến người tiêu dùng, mục tiêu của mình là ai và họ có nhu cầu gì, từ đó đưa ra những sản phẩm để giải quyết nhu cầu của người tiêu dùng. Còn phía agency lại là người hiểu được cảm nhận của người tiêu dùng để truyền thông như thế nào hiệu quả nhất đối với sản phẩm của khách hàng. Thứ năm, client gắn bó sâu sắc với thương hiệu trong thời gian dài, dẫn đến họ hiểu rất sâu, rất sát về sản phẩm và thương hiệu của họ. Nhưng agency là một câu chuyện khác. Agency có hiểu biết đa dạng, tươi mới về cách tiếp cận với người tiêu dùng, do đó họ luôn biết cách làm sao để truyền thông sáng tạo và hiệu quả nhất. Họ làm cho nhiều sản phẩm, thương hiệu, trong một ngày có thể buổi sáng họ làm cho sữa,
Buổi chiều họ làm cho thuốc lá và hôm nay thương hiệu dầu gội mực tóc, ngày mai lại thương hiệu cho dầu gội chống rụng tóc. Và cái cuối cùng, ở clients và agency đều cần có sự trân trọng và lắng nghe lẫn nhau. Clients cần lắng nghe agency về chuyên môn của họ và để cho họ làm công việc chuyên môn của mình. Còn đối với agency, họ phải tôn trọng client, lắng nghe những hiểu biết của họ về nhãn hàng, về thương hiệu. Và cái cuối cùng là để đảm bảo mình truyền thông đúng về thương hiệu, hiểu đúng về sản phẩm của mình. Cuối cùng, không ai dẫm chân lên nhau. Để nói về sức mạnh và hiệu quả của truyền thông thì Charles Revson từng nói: In the factory we make a mistake, in the drugstore we sell hope. Ở đây chúng ta thấy rằng là sản phẩm chúng ta là một thương hiệu mỹ phẩm, một sản phẩm về mỹ phẩm. Câu nói trên có nghĩa trong nhà máy nó chỉ đơn thuần là sản phẩm là mỹ phẩm mà thôi. Nhưng trên truyền thông chúng ta không bán mỹ phẩm mà chúng ta bán những hy vọng, những khát khao, những đam mê được trở nên đẹp hơn, được nhìn ngắm, được yêu thương của người phụ nữ. Đó là sức mạnh, là hiệu quả của việc truyền thông tốt. Và nó cũng thể hiện vai trò của agency trong việc truyền tải thông điệp hình ảnh của về sản phẩm. Một ví dụ khác về tương quan giữa clients, creative agency và research agency, tôi muốn ví dụ cho một sản phẩm của nhãn hàng bao cao su Durex. Clients muốn phát triển đa dạng sản phẩm bao cao su nhằm tăng doanh số bán, đồng thời họ muốn mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và tăng thị phần. Tuy nhiên họ chưa có một ý tưởng nào gì cả. Họ mang cái yêu cầu này, mong muốn này cho công ty nghiên cứu thị trường. Sau khi công ty nghiên cứu thị trường xem xét, tìm hiểu, họ thấy rằng khi quan hệ dùng bao cao su thì người phụ nữ thường dễ bị mất khoái cảm và đề nghị client sản xuất một sản phẩm nào đó có gân hoặc có gai để tăng khoái cảm cho người phụ nữ. Clients mang kết quả này chia sẻ cho phòng R&D và để phát triển sản phẩm, đồng thời cũng yêu cầu công ty sáng tạo đưa ra giải pháp truyền thông phù hợp với sản phẩm mới. Khi agency tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của người tiêu dùng về sản phẩm, họ phát hiện ra rằng khi quan hệ càng có nhiều kích thích sẽ làm tăng khoái cảm cho người phụ nữ và làm cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn. Từ đó họ đưa ra quảng cáo với thông điệp là càng trong gai càng hạnh phúc. Đó là một ví dụ minh chứng cho việc truyền thông thông điệp sản phẩm mới được thực hiện như thế nào giữa các công ty sáng tạo, khách hàng và công ty nghiên cứu thị trường. Đó là sự tương quan giữa các agency trong một chiến dịch truyền thông. Xin lưu ý, agency luôn sống thầm lặng đằng sau những hào quang, những tác phẩm. Ví dụ như một tác phẩm mà bạn thấy trên màn hình. Ủa, sao vậy mấy con? Phải chi tụi con cao lớn hơn. À, một ly sữa sáng, thêm một buổi trưa, ly nữa mới vừa trước khi ngủ sớm. Dinh dưỡng đầy đủ, năng lượng tối đa. Một ly làm chẳng bao nhiêu, ba ly chung lại nên tầm bóp ra. Sau khi xem xong tác phẩm này, thì bạn sẽ biết ngay đây là một quảng cáo của Vinamilk, một sản phẩm sữa dành cho trẻ em. Thông điệp của TVC này là một ly làm chẳng bao nhiêu, ba ly chụm lại nên tầm bóp cao, khuyến khích trẻ em nên uống sữa mỗi ngày 3 lần. Tuy vậy, ai là người đưa ra ý tưởng này? Ai là người sáng tạo ra thông điệp? Các bạn có biết không? Agency thực hiện TVC này là OGV, một công ty quảng cáo có uy tín trên thị trường Việt Nam. Vậy, có những loại hình agency nào trên thế giới và ở Việt Nam? Có rất nhiều loại hình agency. Đầu tiên thì phổ biến nhất đó là agency về sáng tạo, còn gọi là creative agency. Họ đưa ra những ý tưởng, những giải pháp sáng tạo truyền thông. Kế đến là agency nghiên cứu thị trường mà các bạn hay nghe tên là research agency, là công ty chuyên về nghiên cứu những nhu cầu của người tiêu dùng, đo lường hiệu quả và giúp giảm thiểu rủi ro khi ra quyết định marketing. Tiếp theo là agency về thương hiệu, còn gọi là branding, để xây dựng những thương hiệu mới, những bộ nhận dạng thương hiệu cũng như cách nhận diện thương hiệu một cách đầy thú vị. Nổi bật ngày nay là những công ty về digital hay còn gọi là digital agency, chuyên về những giải pháp marketing trên nền kỹ thuật số. Ngoài ra còn có các agency về sự kiện, về event, PR hoặc có thể là media agency hoặc là production agency. Về media agency, đây là một trong những công ty chuyên mua bán các vị trí quảng cáo trên các kênh truyền hình các bạn thấy trên TV hàng ngày. Nếu các bạn tạo ra một TVC thì làm sao bạn biết sẽ đến phát ở TVC đó ở kênh nào, HTV3 hay VTV1, HTV9 hay HTV7, dưới Đài Cần Thơ hay thậm chí kênh nước ngoài như là Star Movie hay Star Wars hay Nat Geo. Media agency sẽ xác định đối tượng người xem mà thương hiệu muốn nhắm đến, từ đó họ thường xem ở những kênh nào các bạn, họ thường xem ở những thời điểm nào, lúc mấy giờ, họ tìm cách mua giờ phát cho clients. Cuối cùng còn có direct marketing, hay còn gọi là agency cung cấp các dịch vụ marketing trực tiếp như kích hoạt thương hiệu, activations. Đó là các loại hình công ty agency mà bạn thường thấy. Trên tất cả, client đóng vai trò như một nhạc trưởng, lựa chọn làm việc và phối hợp với các nhiều agency khác nhau,
hòa âm phối khí, làm sao để tạo nên một bản nhạc, một chiến dịch truyền thông thật hiệu quả nhất. Trên đây là tổng quan thế giới agency, bao gồm marketing là gì, agency là gì, vai trò, nhiệm vụ của marketing giữa agency và clients. Trong video sau, tôi sẽ nói rõ hơn về quy trình và các bộ phận trong một agency, các tố chất và kỹ năng cần thiết để gia nhập thế giới agency của quý vị này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.